Ê, từ 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 con. Đức Trọng nè, chúc em may mắn nha. Cảm ơn Đức chị. Trọng à, con cố gắng lên nha con. Dạ, chào Vũ. Thôi đi chợ sớm đi. Gia đình tôi rất biết ơn cô. Cũng nhờ cô động viên mà Đức Trọng mới có nhiều tiến bộ như vậy. Ông chủ khen quá lời rồi. Con đâu có làm được cái gì ngoài những công việc mà bổn phận không phải làm đâu ông chủ. Bác ơi, anh Đức Trọng không sao rồi, chỉ cần một lần phẫu thuật nữa là anh sẽ khỏe lại. Con mừng quá bác à. Bác cảm ơn con. Trời, con là vị ân nhân lớn nhất của gia đình bác, của Đức Trọng đó. Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm bác Khoai ạ. Anh Đức Trọng ơi, em mừng cho anh lắm. Ba. Con. Ngày hôm nay con muốn tới công ty, con muốn làm gì trở lại? Con nói sao? Dạ con muốn nói là con muốn tới công ty làm gì trở lại. Con trai có ba giỏi vậy à? Nhắc anh. Dạ. Em xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi lát nữa tới công ty với anh luôn. Sao vậy? Chính em là người khuyên anh nên làm việc trở lại bình thường, sao bây giờ nhìn em ngạc nhiên quá vậy? Quá. Wow, anh Hoài Tín đạt giải rồi. Dạ em xin phép. Theo ý tôi là vậy đó. Nếu như có cần thiết thì mấy anh bàn thêm. Hôm nay có chuyện gì mà giám đốc của mình vui quá ta? Chắc một người quen nào đó của giám đốc đoạt giải khoa học công nghệ đó. Các cô lúc nãy không để ý tờ báo mà giám đốc mình đọc hả? Là tờ báo văn nghệ đó. Giám đốc mình mê văn chương. Thank you.
bao cho mình phục. Dạ chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Em chúc mừng anh. Được rồi. Dạ em chúc mừng anh. Rất cảm ơn mọi người. Dạ mời. Cảm ơn mọi người nha. Giám đốc của mình có nghị lực ghê ha. Những người ngồi xe lăn mà đã vô công ty làm việc lại rồi. Mọi người nhìn kìa, nhìn giám đốc vui vẻ như vậy mà trước kia bao nhiêu người đồn không hay về anh ấy. Nhìn cô gái ấy xem, không biết cô ấy có quan hệ gì với giám đốc. Bạn gái hả? Chắc không phải đâu. Còn người giúp việc á, lại càng không phải nữa. Vậy là gì của giám đốc phải? Hồi nãy tôi nghe họ xưng hô anh em thân mật lắm, nhưng không biết họ quan hệ như thế nào. Nghe nói đâu á, giám đốc của chúng ta có người chăm sóc riêng á. Thôi giờ đi vô làm việc đi. Thôi đi làm việc đi ha. Thôi đi đi. Thôi, đi. Anh cố lên, anh làm được mà. Giỏi lắm. Vậy thưởng anh gì đây? Anh rất là giỏi, rất là đáng được khen thưởng. Vậy anh muốn em thưởng anh cái gì? Thưởng cái gì thì anh chưa nghĩ ra. Mai mốt anh nghĩ ra anh sẽ nói với em. Được rồi. Nhưng mà không được nuốt lời đó nha. Em sẽ không có thất hứa với anh đâu. Mà quên nữa, phải ngoéo tay mới chắc ăn. Phải ngoéo tay nữa hả? Chứ sao? Em biết không Nhã Khanh, trước đây anh từng là một vận động viên bốc rộn. Đội tuyển của trường anh lúc nào cũng giành giải thưởng cao nhất, vô địch toàn thành. Vậy mà hôm nay, rồi một ngày nào đó anh sẽ lại là một vận động viên thôi. Em nghe Vũ nói á, lúc trước á anh còn là một vận động viên bơi lội giỏi phải không? Anh thiệt là đa năng đa tài đó, khiến em phải khâm phục anh luôn đó. Anh còn có hy vọng không em? Không phải là hy vọng không đâu, mà em chắc là có ngày đó. Anh Đức Trọng mà, anh phải cố gắng lên nha. Anh sẽ cố gắng. Anh sẽ cố gắng. Miễn sao em lúc nào cũng ở bên cạnh anh là được rồi.
Ha ha ha.